Những tin chính sẽ có trong bản tin hậu trường bóng đá ngày 23 tháng 7. Fan cả nước động viên và cổ vũ tinh thần Vũ Văn Thanh. Quỳnh Anh khoe ảnh hẹn hò cùng mẹ Quang Hải. Minh Vương ngạo nghễ bắt nạt Tân Bình Anh Đức. Vào ngày 21 tháng 7 vừa qua, Vũ Văn Thanh đã rời nhà ở Hải Dương để sang Thanh Hóa hội quân cùng Hoàng Gia Lai. Trước đó, sau trận hòa Bình Dương và trận thắng Quảng Nam, anh đều lập tức bay về nhà. Được biết, bố của anh đang bị đau nặng, sức khỏe của bố chuyển biến xấu khiến cầu thủ này lo mất ăn mất ngủ. Bồn chồn sốt ruột không chịu được, Văn Thanh xin phép câu lạc bộ được về nhà lo cho bố, rồi sát ngày thi đấu sẽ có mặt. Nếu không biết câu chuyện này và chỉ nhìn Văn Thanh thi đấu trên sân, có lẽ rất ít người phát hiện điều gì khác lạ, vì anh vẫn ra sân, vẫn thi đấu mạnh mẽ và lên công về thủ như con thoi, như chưa có gì xảy ra. Chỉ sau trận đấu, dù thắng hay hòa thì anh luôn đi thật nhanh vào phòng thay đồ. Trên fanpage của Văn Thanh, các fan trung thành của Vũ Văn Thanh đã phát động phong trào Be Strong Vũ Văn Thanh với thông điệp hết sức chân thành và cảm động để nhắn nhủ gửi gắm đến hậu vệ mạnh mẽ của Hoàng Gia Lai. Thanh thân mến, mọi thứ ở thời điểm này có lẽ là rất khó khăn với cậu, nhưng ngoài những lời an ủi và những lời chúc từ tận đáy lòng, chúng tôi không thể giúp được gì thêm cho cậu cả. Thời gian qua chúng tôi biết cậu đã nỗ lực rất nhiều, nỗ lực để trở lại, để cống hiến. Nhưng không phải lúc nào, thật may mắn cũng đứng về phía chúng ta. Cuộc sống rồi ai cũng sẽ có những lúc gặp những khó khăn, tưởng chừng như không vượt qua nổi. Nhưng sau cơn mưa trời sẽ sáng dần, chắc chắn là vậy. Chúng tôi đặt niềm tin tuyệt đối ở Văn Thanh của chúng tớ, rằng cậu sẽ mạnh mẽ vượt qua mọi khó khăn của cuộc sống và sự nghiệp. Chỉ mong cậu nhớ rằng chúng tớ ở đây, đồng đội của cậu ở đây và người hâm mộ bóng đá Việt Nam cũng ở ngay đây bên cạnh cậu. Vì thế, mạnh mẽ lên nhé, Thanh ơi, cố lên! Phong trào Be Strong Vũ Văn Thanh đã lan rộng trong cộng đồng các cổ động viên Hoàng Gia Lai cũng như các cổ động viên đội tuyển Việt Nam. Chúc cho Văn Thanh sẽ vượt qua được những chuyện buồn, vượt lên trên tất cả để luôn đứng vững trước mọi khó khăn của cuộc sống. Trận đấu giữa Thanh Hóa và Hoàng Gia Lai được rất nhiều người hâm mộ chờ đợi bởi Tân Minh Anh Đức có thể sẽ ra mắt trong màu áo đội bóng phố núi. Nói về sự hòa nhập của người anh lớn, Lương Xuân Trường cho biết, Anh Đức có sự hòa nhập tốt, với kinh nghiệm của Anh Đức thêm việc rất nhiều cầu thủ Hoàng Gia Lai cũng rất hiền nữa, nên tôi nghĩ sẽ không khó khăn gì đâu. Tuy nhiên, với nhiều fan thân thiết của Hoàng Gia Lai, có lẽ việc nói cầu thủ hiền thì không đúng lắm. Tiền vệ Minh Vương lập tức cho thấy đội phó của mình đã sai lầm với nhận định này. Cầu thủ sinh năm 95 đăng ảnh chụp chung với Anh Đức với dòng trạng thái mấy đứa bạn cùng tuổi. Bên dưới phần bình luận, cựu tuyển thủ Đặng Phương Nam nói hài hước, láo thật. Sau đó Minh Vương phải giải thích rằng lý do anh nói như vậy là do anh Đức cùng tuổi hợi với mình. Nhưng có vẻ như tiền vệ này quên mất rằng thực ra đàn anh của mình sinh năm 1985 tuổi Sửu. Trận đấu giữa Thanh Hóa Hoàng Gia Lai sẽ diễn ra vào lúc 17 giờ ngày 23 tháng 7. Người hâm mộ đang rất chờ đợi anh Đức có thể sẽ ra sân và tỏa sáng để mang về chiến thắng đầu tiên trên sân khách cho Hoàng Gia Lai ở mùa giải 2020. Ngày 23 tháng 7, Quỳnh Anh đăng tải trên Instagram bức ảnh tự sướng cùng mẹ Quang Hải trên ô tô. Cả hai người đều cười tươi hết cỡ, rạng rỡ vui vẻ. Quỳnh Anh nép vào người mẹ Quang Hải tình cảm, cô nàng đang khẳng định mối quan hệ thân thiết với gia đình bạn trai. Trước đó, Quỳnh Anh cũng nhiều lần thể hiện mối quan hệ tốt đẹp với gia đình bạn trai. Chẳng hạn là bức ảnh ôm mẹ Quang Hải trong lần đầu về ra mắt, cô nàng gọi bố mẹ Quang Hải là bố mẹ. Có thể thấy trong số các cô gái từng hẹn hò với Quang Hải, Quỳnh Anh được lòng gia đình anh chàng nhất. Dù mới chính thức yêu nhau được 2 tháng, nhưng cô gái người Nha Trang đang rất thân thiết với các thành viên trong gia đình Quang Hải, nhiều lần về thăm nhà, ăn cơm cùng nhau. Các fan đồn đoán rằng chuyện hôn sự của cặp đôi xem ra chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi. Trong sự nghiệp của mình, Công Phượng đã không ít lần chạm trán với Hà Nội FC. Tiền đạo gốc Nghệ An chơi rất tốt với 4 bàn thắng và 1 kiến tạo. Tuy nhiên, một điều kỳ lạ là mỗi khi Công Phượng đá chính và nổ súng, đội bóng của anh lại gặp kết quả bất lợi. Năm 2015, khi Hoàng Gia Lai Hà Nội gặp nhau tại V-League, Công Phượng đã có 1 bàn thắng và 1 pha kiến tạo. Bản thân cầu thủ phố núi cũng chơi rất tốt, nhưng lại phải chịu thất bại 3-4 trước một tập thể già dơ với những Văn Quyết, Thành Lương, Hoàng Vũ Samson hay Gonzalo. Năm 2018, Gia Lai và Hà Nội gặp nhau tới 4 lần. Công Phượng ghi được 2 bàn thắng ở những trận đấu đó. Tuy nhiên, đội bóng phố núi vẫn thất bại với tỷ số 3-5 ở V-League sau cuộc rượt đuổi ngoạn mục.
Ở đầu năm 2020, Công Phượng đứng trước cơ hội lớn để giành danh hiệu đầu tiên tại Việt Nam trong sự nghiệp khi góp mặt trong trận tranh siêu cúp quốc gia cùng Thành phố Hồ Chí Minh. Anh ghi bàn thắng rất đẹp từ pha sút xa giúp đội nhà vươn lên dẫn trước. Nhưng kết cục thì vẫn phải giống như lần trước, Thành phố Hồ Chí Minh đã để Hà Nội FC lội ngược dòng, chịu thất bại chung cuộc với tỷ số 1-2. Vòng 11 V-League 2020, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ gặp lại Hà Nội trên sân Thống Nhất. Liệu rằng Công Phượng sẽ có cơ hội phục thù sau những lần nếm chê đắng trước đại diện thủ đô hay không? Trong 2 năm trở lại đây, các trận đấu giữa Hồ Chí Minh và Hà Nội luôn trở thành cuộc chiến kinh điển của bóng đá Việt Nam. Đây là hai đội bóng mạnh cả về tiềm lực tài chính, thực lực và giàu tham vọng số 1 Việt Nam. Trong đội hình của cả hai đều có những ngôi sao được rất nhiều người hâm mộ quan tâm như Công Phượng, Bùi Tiến Dũng, Phi Sơn bên phía Thành phố Hồ Chí Minh, hay Quang Hải, Văn Quyết, Hồng Dũng, Đức Huy của câu lạc bộ Hà Nội. Chính vì thế, trận đấu vào ngày 24 tháng 7 tới đây sẽ khiến cơn sốt vé đạt đỉnh điểm. Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh vừa mới đây đã đăng thông tin đã bán hết vé chỉ trong 2 ngày mở bán. Giá vé cao nhất ở khu vực khán đài A1 được niêm yết 150.000 đồng một vé. Tiếp theo là A2, A3 100.000 đồng, A4, A5 80.000 đồng, khán đài B 70.000 đồng và hai khán đài CD 50.000 đồng. Ban tổ chức cũng dành 3.000 vé mời cho đối tác và các nhà tài trợ. Thị trường vé chợ đen quanh sân cũng hoạt động nhộn nhịp với chênh lệch từ 2 đến 3 lần so với niêm yết. Với độ nóng từ các cầu thủ nổi tiếng và sự quan tâm đến từ người hâm mộ, chắc chắn không ít người sẽ phải chi một số tiền cao hơn rất nhiều để sở hữu một chiếc vé vào sân theo dõi trận đấu. Thành phố Hồ Chí Minh đang đứng thứ 3 với 17 điểm, ít hơn 1 điểm so với nhì bảng là Viettel và 5 điểm so với Sài Gòn FC. Ở trận gần nhất, đội bóng của huấn luyện viên Chung Hae-song bất ngờ thất bại 0-1 trên sân Hà Tĩnh, còn Hà Nội đang sa sút do thiếu hụt lực lượng khi đứng thứ 6 với chỉ 15 điểm. Thông tin vừa rồi cũng khép lại tin hậu trường ngày 23 tháng 7. Các bạn đừng quên bấm like, subscribe, đồng thời ấn nút chuông để nhận được thông báo mỗi khi chúng tôi ra video mới. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin lần sau.